Thưa quý vị, trước khi bắt đầu phiên hỏi đáp là những kinh nghiệm thực tế về tận dụng cơ hội và quản trị rủi ro trong giao thương quốc tế qua thương mại điện tử do ông Trịnh Hoài Linh, giám đốc điều hành của iExport trình bày. Xin trân trọng kính mời ông. Kính chào tất cả các anh chị. Tôi là Hoàng Linh, CEO của công ty iExport, là đơn vị cung cấp và xây dựng giải pháp xuất khẩu tổng thể cho doanh nghiệp thông qua nền tảng thương mại điện tử. Thì đến với buổi hôm nay thì tôi có phần topic trình bày chia sẻ về việc tận dụng cơ hội và quản trị rủi ro khi trong giao thương quốc tế thông qua nền tảng thương mại điện tử. Em ơi, cho slide qua. Thì như từ sáng giờ rất nhiều các anh chị diễn giả cũng đã chia sẻ về cái xu hướng về thương mại điện tử của Việt Nam và thế giới. Chỗ anh Dũng cũng đã khẳng định thương mại điện tử đó là một xu hướng không thể nào mà là một xu hướng không thể nào mà thay đổi được, và tất cả các doanh nghiệp muốn tồn tại thì cần phải áp dụng cái việc thương mại điện tử. Bên chỗ Tiki cũng đã chia sẻ là những cái phần tăng trưởng về thương mại điện tử vượt bậc trong những năm vừa qua trong thị trường trong nước, và phía bên Amazon Global Selling cũng chia sẻ là cái việc mà tăng trưởng thương mại điện tử trên sàn Amazon trong những năm vừa qua cũng rất là vượt bậc. Thì về cái phần cả về phần phía chính phủ cũng vậy, bên phía chính phủ cũng đã đưa ra những cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc là ký những cái hiệp định về thương mại điện tử như là EVFTA, CPTPP và những cái chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển mạnh trên sàn thương mại điện tử. Giống như chúng ta cũng biết rồi thì cái việc mà xuất khẩu thông qua thương mại điện tử thì nó sẽ có hai phần, có nghĩa là về kênh B2B và B2C. Thì kênh B2C sáng nay thì phía bên Amazon cũng đã chia sẻ rất là chi tiết về những cái lợi thế khi mà một doanh nghiệp muốn phân phối hàng ra nước ngoài thì dựa trên nền tảng B2C thì sẽ được những lợi gì. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ sau hơn một tí xíu về cái phần mà thông qua kênh B2B. Thì B2B và B2C đã làm hai cái kênh để giúp cho doanh nghiệp đưa hàng đi ra nước ngoài. Về B2B thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp đưa những cái hàng với một số lượng là sản lượng là lớn hơn. Và nhắc đến B2B thì chúng ta không thể nào không nhắc đến Amazon. Alibaba là một cái sàn B2B lớn nhất trên thế giới. Thì hiện ở đây trên đây tôi có phát thảo qua một cái mô hình sơ bộ về cái việc mà các doanh nghiệp giao dịch trên cái nền tảng B2B như thế nào. Thì ở đây B2B khi mà giao dịch trên một nền tảng thương mại điện tử thì cái việc mà người mua và người bán sẽ tìm đến nhau ở trên cái nền tảng này. Thì người mua, hành vi người mua là tìm kiếm những cái sản phẩm cần mua thông qua việc search và keyword, và người bán là để mà xuất hiện cho người mua tìm kiếm, thì người bán sẽ tìm mọi cách để làm sao cho cái sản phẩm của mình được hiển thị khi mà người mua search cái keyword lên. Bước thứ hai thì người mua sẽ tiến hành việc sàng lọc tất cả những cái doanh nghiệp bán hàng trên đó, thì để làm sao mà một sản phẩm của doanh nghiệp người bán được chọn thì người bán cần phải có chuẩn bị về việc gian hàng phải thật là đẹp, thiết kế một cái mini site thật là chỉnh chu, thật là chuyên nghiệp để làm sao thu hút bắt mắt đến với người dùng, và đăng những sản phẩm lên để những sản phẩm đó là phải làm sao có những cái mô tả thật là chi tiết, thật là bài bản, làm sao cho người dùng khi người mua khi họ vào chỉ cần vào cái link tin thì họ đọc, họ có thể hiểu được tất cả những cái thông tin mà họ cần tìm hiểu. Ngoài ra cái việc mà một cái doanh nghiệp bán hàng ở trên sàn B2B được người mua tin tưởng hay không thì cần phải có những cái xác thực về gian hàng và xây dựng cái thương hiệu ở trên đó. Thì từ chỗ này nó sẽ được sàng lọc lại và người mua và người bán sẽ, người mua sẽ chọn cái doanh nghiệp của người bán. Và bước tiếp theo là sau khi mà đã chọn ra được cái doanh nghiệp mà được chọn thì người mua sẽ tiến hành việc hỏi hàng và người bán sẽ tiến hành việc là báo giá. Sau khi hai bên đã thống nhất cái việc mà mua bán với nhau về cái giá cả, về chất lượng hàng hóa,
về cái thời gian mà sản xuất cũng như là cái cách thức giao hàng như thế nào thì hai bên sẽ tiến hành thanh toán. Người mua sẽ thanh toán cho người bán và người bán sẽ nhận thanh toán, làm hợp đồng. Sau đó thì bắt đầu cái giao dịch được thực hiện và người mua sẽ tiến hành khai báo hải quan xuất khẩu hàng đi, giao hàng và người bên người mua sẽ tiến hành việc nhập khẩu và nhận hàng. Đấy là một cái quy trình và đây là một cái các cái bước triển khai nó cụ thể và chi tiết hơn. Và đầu tiên là thư hỏi giá, sau đó là tiến hành việc báo giá, ký hợp đồng. Người mua sẽ sau khi hợp đồng thì người bán sẽ tiến hành sản xuất và đặt đơn vận chuyển hàng và tiến hành giao lấy hàng, chuẩn bị hồ sơ và chuyển hàng tới cảng đi, và sau đó thì sẽ làm thủ tục khai báo hải quan, kiểm tra và kiểm dịch, đưa hàng lên tàu hoặc là máy bay giao tới cảng đến và làm thủ tục thông qua nhập khẩu và cuối cùng là giao hàng tới người mua. Đấy là một cái quy trình. Thì cái việc mà giao dịch giữa người mua và người bán nó là quy trình là như vậy. Thì nãy giờ thì chúng ta cũng đã biết được cái lợi thế của cái việc mà giao dịch trên cái sàn thương mại điện tử quốc tế như thế nào rồi, như vậy. Nhưng hiện tại bây giờ có hơn 70% doanh nghiệp ở Việt Nam họ vẫn chưa áp dụng được cái hình thức thương mại điện tử xuất khẩu được. Thì lý do vì sao? Nó có rất nhiều yếu tố mà doanh nghiệp chưa làm được. Thứ nhất là doanh nghiệp có sản phẩm tốt rồi nhưng không biết cách làm sao để xuất khẩu. Thứ hai, họ đã biết được các cái kênh xuất khẩu trên cái sàn thương mại điện tử, tuy nhiên họ vẫn chưa biết cách làm như thế nào để cho tối ưu, làm như thế nào để cho hiệu quả và làm thế nào để bán được hàng. Và cái bước nữa là họ không có nhân viên chuyên trách, không có nhân viên chuyên môn để thực hiện những cái việc mua bán, làm sao để tối ưu gian hàng trên thương mại điện tử cũng như là giao dịch với khách hàng khi có những phát sinh đơn hàng, và cũng như không có những nghiệp vụ về xuất khẩu cũng như kinh nghiệm giao thương quốc tế và thiếu kinh nghiệm về cái việc mà vận hành. Thì ở đây chúng tôi, đơn vị iSupport, chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp để cho doanh nghiệp khi mà muốn đưa mặt hàng của mình đi ra xuất khẩu ở thị trường quốc tế. Thì ở đây chúng tôi có 4 cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi xây dựng sản phẩm cho doanh nghiệp ngay từ ban đầu, có nghĩa là khi mà doanh nghiệp có sản phẩm nhưng mà chưa xây dựng chuẩn thì chúng tôi sẽ xây dựng sản phẩm làm sao cho đảm bảo đủ tiêu chuẩn có thể xuất khẩu. Và cái thứ hai, chúng tôi sẽ thiết lập xây dựng kênh bán hàng cho doanh nghiệp. Thì kênh bán hàng chúng tôi sẽ xây dựng cả trên những cái sàn thương mại điện tử B2B như là Alibaba là sàn quốc tế, hoặc là sàn ECVN là một cái sàn mà bên Bộ Công Thương vừa mới ra đời, đấy là cái sàn B2B của Việt Nam, hoặc là kênh B2C như là Amazon hoặc là eBay. Và cái thứ ba là bên chúng tôi có cái dịch vụ về tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp cho việc hoàn tất đơn hàng, như là làm sao để ký kết hợp đồng cho nó đúng cái với luật quốc tế. Cái thứ hai là về thủ tục thông quan logistics. Và về thứ tư là chúng tôi có cái kết nối giao thương thông qua hơn 100 thăm tán thương mại điện tử trong nước, hơn 100 thăm tán thương mại tại các quốc gia và các hiệp hội trong và ngoài nước. Đấy là 4 cái mà bên chúng tôi có thể triển khai được cho doanh nghiệp để một doanh nghiệp có thể là tự tin trong cái việc mà xuất khẩu hàng đi ra nước ngoài. Thì ở đây chúng tôi có, đối với doanh nghiệp, nếu mà doanh nghiệp có sẵn về cái nhân viên, có sẵn về cái tiềm lực và tài chính thì chúng tôi sẽ tư vấn xây dựng và vận hành đào tạo cái hệ thống thương mại điện tử cho doanh nghiệp, sau đó chúng tôi sẽ vận hành đi vào ổn định và chúng tôi sẽ chuyển giao. Đấy là một cái giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là chúng tôi sẽ tư vấn xây dựng sản phẩm và vận hành hệ thống cho doanh nghiệp. Và cái thứ ba là nếu doanh nghiệp vẫn chưa đủ tự tin, không tin là cái việc mà xuất khẩu có thể mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ đứng ra nhận bán hàng cho doanh nghiệp dựa trên những cái hệ thống mà chúng tôi hiện đang có. Tất cả những hệ thống chúng tôi đang có hiện tại bên chúng tôi đang là đơn vị thực chiến và chúng tôi vẫn đang làm cho những doanh nghiệp khác. Và nếu các doanh nghiệp cảm thấy vẫn còn băn khoăn, vẫn không tin là việc này làm được, thì chúng tôi sẵn sàng nhận cái việc phân phối hàng đã cho quý doanh nghiệp. Thì ở đây cái cuối cùng của chúng tôi muốn xây dựng là gì? Chúng ta xây dựng một phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, chỉ một nhân sự. Đấy là với một cái phòng kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu chỉ một nhân sự thì phía doanh nghiệp chỉ cần có một nhân viên giao tiếp với bên chúng tôi, và chúng tôi có đội ngũ, có tất cả những cái team để làm tất cả những mảng khác cho doanh nghiệp trong cái việc mà triển khai hoạt động xuất khẩu như thế này. Thì đấy là do khoảng thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ trình bày những cái sơ bộ là như vậy. Và
Những thông tin chi tiết anh chị có thể tham khảo trên website iceport.vn của bên chúng tôi. Xin cảm ơn và chúc hội nghị thành công tốt đẹp.